Em giận các bạn. Anh bật vẫn ăn được cơm nóng. Ăn nha. Đói quá. Các bạn ơi, làm miếng onigiri mua buổi sáng nhỉ. Tay vẫn bẩn. Bây giờ làm sao vẫn ăn được cái miếng cơm nắm này? Bình thường chúng ta sẽ bóc theo ba cái thứ tự là thứ nhất, một đúng không? Xong hai rút ra, ba rút ra. Đấy. Nhưng mà như thế cầm vào cái tay bẩn cầm miếng cơm nắm không ăn được. Ăn được mà hơi bẩn. Hướng dẫn các bạn. Tay bẩn vẫn ăn được cơm nắm. Đấy, đầu tiên bước thứ nhất vẫn giống thế. Đấy. Bước thứ nhất vẫn giống thế. Bóc tem nó. Đấy. Bước thứ hai cũng bỏ nó ra này. Hả? Hả? Nhưng mà này, lộn ngược nó lại. Đấy. Đang như này đúng không? Lộn ngược nó lại. Cho vào đây. Hả? Còn thằng này rút nó ra. Lộn ngược nó lại. Cho vào đây. Đấy. Thế chúng ta sẽ không phải chạm vào cái onigiri này mà vẫn ăn được nó. Đấy. Onigiri thơm ngon mời bạn ăn nhá. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha.